bây giờ nghe khách kêu vang bản lão cũng đại thương tình thương tình. Ây à, khách hôm nay qua sông thì lại là cụ bà gần 100 tuổi. Phải. Ây à, thơ thỡ lòng nào mà ta lại biết ta. À biết ta. Thôi được rồi, để lão đêm hôm tầm tối lão cũng đặt nội lão chở cụ qua nào. Anh 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 ai gọi nó là nó đi mà sao cứ gọi em suốt từ nãy đến giờ chẳng biết. À khách gọi đò. Ây à, có khách gọi đò mà Tây Bảy à, bến sông. À bến sông. Ây em à, muốn có sang chơi đúng đỉnh thuyền rồng. Ây à, đò của nó có đó nhưng mà phải có khách thì nó mới chở. Có mỗi cụ vong thôi. Ây à, hôm nay em khuyến mại 90% có bác nào đi không? Chả có ai đi đâu. Không có ai đi, có mỗi cụ vong đi à. À phải rồi, có mỗi cụ vong thôi. Có bác nào thợ kèn đi không? Chả đi đâu. Thợ kèn cũng không đi. Không biết bác bát trưởng đoàn có đi không thì để em chở. Chả có ai đi đâu thì có mỗi cụ vong thôi. Có mỗi cụ vong đi thôi à. Phải rồi. Ây à, có một cụ đi đò thì đò của nó có giá. Bao nhiêu? Cứ mỗi khách đi qua là một quan ba rồi nó mới chở. Ây à, có đò nhà Phật có quan hai đi ông ơi. Thế nó lại nói sai. Ây à, bác thợ ảnh có biết em bao nhiêu tuổi rồi không? 18 chứ mấy. Không biết rồi. Em làm cái nghề sông nước này từ năm lên một. Năm nay bao nhiêu? Năm nay em 71 rồi, còn ít quái gì nữa. À, thế thì còn kém chơi cụ lắm. Ây à, chả giấu gì các bác. Sao? Em làm cái nghề sông nước này cũng có bắt ăn bắt úp. Ai bắt ăn bắt để chứ nè. Hôm nay thì ăn chả xong lấy đâu mà cất đi đá. Ăn lại mô rồi. Rồi mô Phật, A Di Đà Phật, quý hóa quá, con đọc rồi. A Di Đà Phật. Mô Phật. Ông lấy đò ơi. Mô Phật. Ông đi đâu lâu ngày mới thấy. Đò thì bằng dây ván sàn bằng nan. Mô Phật. Đinh đóng bằng hồ. Mô Phật. Đò chở chân khô là đò bát nhã. Mô Phật. Tiếng ông lừng lẫy khắp cả mọi nơi. Mô Phật. Đúng đỉnh vui chơi là đò nhà Phật. Mô Phật. Ông chào công chính thực hiền lương. Mô Phật. Đêm ngày sông nước nhiều đường thông rộng. Mô Phật. Phật ban cho một chiếc thuyền rồng. Mô Phật. Chở đò ngang dọc vây vùng nguy nga. Mô Phật. Đưa cụ về tới Tân Trà. Mô Phật. Thỏa lòng con cháu kính chào mẹ cha. Mô Phật. Con cháu nay ở gần xa. Mô Phật. Có một dải nhỏ đem ra thương đoàn A Di Đà Phật. Mô Phật.
Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn các con các cháu thuộc hộ vong này đã có lòng mô Phật mang tiền ra để cho trọng công trở nó mô Phật. Mà giải này chẳng nhỏ mà cũng lại chẳng to, em mang mua trâu thì thiếu mà mua bò em lại phải vay mô Phật. Chào công xin nhận giải này và chúc cho anh em con cháu của cụ vong mật thọ trường lấy 4-50 A Di Đà Phật mô Phật. Các bác ơi, sao đây em ra đến đây chưa cả sắp sửa khai quan đò lại được anh em con cháu của cụ. Ây à, cho não gạo tiền là não ngại ngại quá. Ai chẳng không phải ngại gì đâu, cứ bảo con cháu thả thần lực vào đi. Ây à, thế để sắp sửa lễ nghi vào đây, không biết con cháu sắp sửa có còn thiếu cái gì không? Ây, ông thư kiểm tra lại xem nào. Ây à, gia chủ này con mâm lễ chứng sinh hương đăng hoa trà quả thực. Ai hương hoa đăng trà quả thực. Ây, cây muốn nặng như gió chẳng đừng. Phải. Đò giang hôm nay thế nào ọp ẹp quá bác bát ơi. Ây à, ông kiểm tra cha lại đi. Đò giang ọp ẹp thế này không biết có đưa cụ về bên kia A Đập Xê Út được không? Ây à, bên đây Tây Trúc chứ nè. Ờ thì Châu Úc. Phải. Đưa cụ về Châu Úc. Ây à, thế cứ một mình thầy ta tớ ta thế này thì em cứ làm cả ăn tết. Ây à, ông qua ngoài các con các cháu đi xuống quỳ cùng với ông chứ. Ây à, con cháu của cụ đâu hết cả rồi, tập trung ra đây để lễ đò nào. Ây à, gia chủ nay con mâm lễ chứng sinh hương đăng hoa trà quả thực. Ây hương hoa đăng trà quả thực. Ây, đâu rồi? Ây, con cháu thế nào lại cứ ngồi. Ngồi hết ở đâu thế kia thì cứ một mình thầy ta tớ ta thế này thì. Hay là cứ thuê em 50.000 một lễ, em lễ đến sáng. Phải. Ây à, ông ngoài các con các cháu ấy chiều dình dình mấy chục mâm này giờ xuống đò đây. Chiều tối ăn thấy 4-50 mâm ăn dình dình ở đâu hết cả rồi. Đây, đây các quỷ ra xuống dưới này để lễ đò nã. Ây à, con mâm lễ thì lễ vào đồ à, tránh cái lưng em ra để mai em về. Ây à, con nhận luôn tốt lễ thì dễ van. Đấy, nhưng nhờ các bác chống quân 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 này vừa đi chơi thầm thầm chùa nhà
phận tứ phủ công đồng. Tình trong đàm đàm xanh đỏ tiên vàng đàm ngũ thấp phong hồi đỏ chắc đèo cá phong hồi. Nay đưa đi chơi thăm thăm của nhà Phật tứ phủ công nghi. Ây à các bác ơi, nào đây đòi em khai quan sạch sẽ cả rồi. Cái thế mà cụ này cũng nhận vợ ở mạn thuyền để cháu con trèo chở. Thế nào? Để chở trèo đưa cụ đi thăm vắng cảnh đền chùa. Thái rồi. Em mời hai bác lên trên này ngồi, bác con dâu với bác con gái lên trên này ngồi để quay đò. Lên trên này ngồi để quay đò để đưa cụ đi thăm vắng cảnh đền chùa cho linh hồn cụ được siêu thoát. Thái rồi. Rồi ngồi tránh cái mũi đò của em ra. Đây bác ngồi dịch ra đây. Đấy, bác ngồi dịch xuống đây. Ngồi thế nào định chiếu tướng thế. Em dặn thế này nha, một tay bác giữ vào ảnh của cụ. Một tay bác bám xuống dưới, mâm dưới này. Và cụ vui thì cụ đứng mà cụ mỏi thì cụ ngồi. Đấy, bác ngồi dịch vào. Thế ngồi đây quay đò đi, quay lại thế này nhá. Vâng, đò của em là đò bằng giấy đính đóng bằng hồ, mà ở trên khô mới là đò nhà Phật. Đây, làm quá đây. Đấy. Vâng, đấy, hai bác quay thế nào? Ừ. Ngồi đây thì em bảo chị mà chị bảo em. Thỉnh thoảng cho cụ lên năm bảy chục đi chùa, cứ ngồi quay không. Đây. Vâng. Thế mà thấy em đưa cụ vào chùa Hương hay đưa cụ vào vãng cảnh chùa nào thì các bác khóc gọi ơi mẹ ơi con trả tiền đò cho mẹ nhá. Nghe thấy chưa? Thế bác nghe thấy chưa? Lại bảo chữa bác cát à. Đấy tôi được rồi. Hai bác ngồi đây, hôm nay cho mẹ một thì mai mẹ phù hộ cho người chứ chẳng đi đâu mà thiệt. Ừ. Hai bác quay đò, thế còn anh em con cháu nội ngoại gần xa, nội thân bên cha cũng như ngoại thân bên mẹ về đây chịu tang, cụ thì đứng dậy để cùng với ông đái để làm lễ đưa cụ đi thăm vãng cảnh đền chùa nào. Mời anh em con cháu nội ngoại gần xa về đây chịu tang, đứng dậy để cùng ông đái đưa mong đi vãng cảnh đền chùa. Ôi a dô pha ni a ơi là họ pha đưa mẹ bao a đưa mẹ bao a mẹ thăm cả cảnh nhà chùa. Phật tử lâm đắc sơn mẹ hãy chở về tới đường ba cháu con này chưa đoạn đưa mẹ về qua cầu đã phúc qua cầu đã phúc về tới đất của sóc sơn con đưa mẹ vào đền sóc sơn mẹ vào. Ôi a dô quan ni a ơi là họ quan đưa mẹ vào đưa mẹ vào đền sóc sơn mẹ lại vào đền sóc sơn mẹ lại được trở xuôi mẹ ơi cháu con này đưa đò đưa mẹ làm mà lễ còn ta cùng là cháu con rước mẹ về thăm tôi chân mà cảnh nhị đền về thành phố loa mẹ vào. Ôi a dô quan a ôi nà hò quan đưa mẹ vào đưa mẹ vào có loa mẹ lại vào.
được thành con mẹ lại cho con đưa mẹ qua Việt Nam chi qua Việt Nam chi về Phú Thọ mẹ tới con cùng cho con rước mẹ về thăm mẹ tới thăm mà cảnh đèn mẹ vào thăm mà đèn hùng từ đèn hùng mẹ lại được về thăm cháu con ra trả tiền này đò ông lái đò đưa mẹ lại tôi đưa mẹ lại tôi mẹ hãy về thăm ma côn sơn kia bà kề côn sơn kia bà kề mẹ lại cho con đi ra trà tiên đi đò đưa mẹ về thăm mê chùa Bãi Đình thăm chùa Bãi Đình con lại rước mẹ trở sang tôi thăm mà cảnh nghỉ đền mẹ về Tràng An một lần lấy từ Tràng An mẹ lại được về thăm chùa Hương tháng ba đưa mẹ vào đưa con đò cho mẹ lại tôi đưa mẹ lại tôi về mẫu mẹ của đầm mà đa mẹ ơi lại vào đầm mà đa mẹ lại vào mà từ đầm đa mẹ lại chờ này đưa đoa đưa mẹ về an thanh hòa thăm ma đền là cô chín con lại rước mẹ vào thăm ghé thăm ông hoàng mười nhà về an ông hoàng mười đi từ ghé mẹ lại được về thăm giờ đây ông nãy lại đưa con đò cho mẹ lại tôi đưa mẹ lại tôi mẹ hãy về thăm phù dày mẹ thăm cảnh phù dày mất tư phù dày mẹ lại trở này đưa đoa đưa mẹ về thăm ma lăng nghe của bạc con cùng mà cho con rước mẹ về thăm tới thăm ma cảnh chùa mẹ vào thăm lăng của bạc ba hồ lên lăng ma ba mẹ đã được ngã bao thăm giờ đây mẹ lại cho về đưa mẹ về thăm chùa Quán Sư đưa mẹ lại tôi mẹ hãy về thăm thác cả rùa mẹ thăm thác cả rùa mất thác rùa mẹ hãy chờ mẹ về chùa Hương tới thăm ma chùa thầy mẹ về chùa Hương mẹ làm mà thế con cùng mà cháu con rước mẹ về thăm ma mẹ thăm ma chùa thầy mẹ vào thăm ma chùa đồng ôi dù khoảng này ôi là họ đưa mẹ lại thăm ma đưa mẹ về thăm ma yên tử đây chùa đồng nghề mà từ chùa đồng ma mẹ đã đi thăm ma mẹ ơi cháu con này đưa đoa
đưa mẹ về bập bánh linh mẹ tới còn cùng cho phần rước mẹ về thăm tới thăm cảnh chùa về bà chúa con này mẹ vào này chúa con mẹ đã được bao thăm mẹ ơi đền đâu mẹ cũng ngã vào đưa con đò cho mẹ lại tôi đưa mẹ lại tôi mẹ hãy về thăm đền đâu mẹ cũng ngã vào chùa dâu mẹ cũng ngã vào mà từ chùa dâu mẹ con này đưa hoa mẹ về bóc ra mẹ tới con cùng mà cháu con lại rước mẹ về thăm tới thăm mà cảnh nhị chùa về chùa chăm gian mẹ vào lấy chăm ba gian chùa bố mẹ đã được vào thăm giờ đây ông nãi lại đưa con đò cho mẹ lại tôi đưa mẹ lại tôi lên phía bắc của làng sơn tam thanh kỳ lừa tam thanh thăm kỳ lừa từ chùa tam thanh mẹ đã được mẹ thất thất về tôi đất của cao bằng qua đèo Hò Giang mẹ đi qua đèo Hò Gió vượt bao gian khó về bắc cạn mẹ dừng chân con đưa mẹ vào đền thăm mẹ vào lên từ đền thăm mẹ xuôi thẳng con đường đi về Phú Lương thăm đền đuổi nay đền này chào đưa con đò cho mẹ lại tôi đưa mẹ lại tôi về đất của Giang Tiên mẹ thăm đền này trình về Giang Tiên thăm đền trình mà từ đền trình mẹ lại cho mẹ đền đu mẹ ghé qua thăm đền để chào đưa mẹ về tân long mẹ tới con cùng mà cháu con rước mẹ về thăm mẹ tới thăm mà cảnh chùa mẹ đồng bộ này mẹ vào ngay từ đồng bộ mẹ lại được ra giờ đây ông nãi lại đưa đò đưa con đò cho mẹ lại tôi đưa mẹ lại tôi về đồng thì mẹ thăm chùa hàng mẹ lại vào chùa hàng mẹ cùng vào mà từ chùa hàng đồng mà mẹ đã đi thăm cháu con trả tiền đò đưa mẹ về qua cầu Giá Bảy qua cầu Giá Bảy về phố của Thái Nguyên con đưa mẹ vào ghé thăm cảnh cảnh chùa cảnh Phật mẹ đã thăm thuận thì lương mẹ cục má cho vào ông lái đò đưa mẹ lại tôi đưa mẹ lại tôi về Phú Liễn mẹ thăm mẹ ơi lại vào chùa Phú Liễn mẹ cục má vào từ chùa Phú Liễn mẹ lại được chờ
đưa mẹ à về chùa phố hương mẹ làm mà lễ còn ta cùng mà cho phật đưa mẹ về tới thăm mà cảnh chùa về tân quang mẹ vào tân na quang chùa đó mẹ đã được bao thăm xuôi đường đi ông nãy lại đưa đò đưa con đò cho mẹ lại tôi đưa mẹ lại tôi mẹ hãy về thăm ma cái đàn mẹ vào chùa cái đàn mẹ cũng vào chùa cái đàn mẹ lại được trở xuống đi thẳng đường ra cháu con trả tiết hoa về qua phố khó vào ghé thăm ma đền mẫu xong xong mẹ về tới đền lục giáp mẹ vào thăm con đưa mẹ vào đền lục giáp mẹ vào lên lục mà giáp mẹ đã được về thăm giờ đây ông nãy lại đưa con đò cho mẹ lại tôi đưa mẹ lại tôi mẹ hãy về thăm chùa nhà đại một quê nhà bây giờ là bây giờ và tôi dù vàng này đò tới bên tôi phủ phong quan đại hòa quan phủ phong về tây trúc mà để lại em sao võ phạt thôi được rồi bây giờ thế còn ai có giận gì cụ nữa không chả thấy ai giận gì thì em làm lễ đò này đã tới bến rồi cụ ơi cụ ơi cụ về tây trúc mà lại em mà ra về ra về rước cụ ra sông hải hà thuyền nhổ neo trôi đâu mặc ấy trôi đâu không phải có trái nhiệm chứ còn cháu đánh đò đi mà hoa hoa đồng ra nhất tâm mà nhị vai lễ tất cả nhà lễ cụ hai lễ xin mời các bác lễ xong và rước ảnh và đèn nhang của cụ lên trên bàn mẹ mẹ đây chúc đây mà em cảm ơn các bài các bài mà các nghĩ ra cảm ơn bây giờ mà bác sớm mà để chỉ cùng mình